trọng những giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc mình, hội nhập thật xuất sắc trong thời gian tới. Và thưa quý vị, Tây Nguyên có phát triển hội nhập, Việt Nam có vươn mình trở về thì chúng ta mới có nhiều điều kiện để phục vụ tất cả quý vị du khách. Và thưa quý vị thân mến, để một lần nữa chúng tôi chúc